Xin chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn cái món chay ha. Cái món này là nó rất là đơn giản dễ làm nha các bạn. Đây là cái món ngồng tỏi mình xào với lại nấm bào ngư đó các bạn. Ăn rất là ngon, màu rất là xanh, còn rất là xanh, rất là đẹp. Và nó cũng rất là giòn nha các bạn. Khi mình ăn cái cọng ngồng tỏi rất là ngọt ha. Nếu như các bạn thích thì theo chân mình vào bếp ha. Rồi trước tiên thì ở đây mình chuẩn bị là 50g cái nấm bào ngư ha các bạn. Cái nấm bào ngư này thì mình đã cắt gốc rồi, thì bây giờ mình sẽ rửa cái nấm này thì cũng như nhiều lần trước thôi, nhưng mà bây giờ hôm nay thì mình sẽ chỉ các bạn rửa ha, cho cái nấm nó không có bị dập nát nha. Các bạn rửa nhẹ tay như thế này nè đó, mình sẽ rửa từ từ ha. Nó khác với nấm rơm nha các bạn, nấm rơm thì mình bỏ vào mình quậy quậy nó không có sao, nhưng mà cái nấm này thì mình rửa từ từ thì nó mới còn nguyên nha. Còn các bạn bóp mạnh quá nó sẽ bể hết những cái nấm nha, nó sẽ dập nát hết. Các bạn nhìn thấy nè, cái gân nấm nó còn rất là tươi ha, nó còn thẳng thớm, khi mình bóp vào cái nấm nó còn có độ đàn hồi là nấm tươi nha. Và mình sẽ mang đi ngâm với nước muối pha loãng tầm 5 phút đó các bạn. Tiếp tục thì ở đây mình sẽ chuẩn bị làm 300g ngồng tỏi ha, mình đã rửa sạch rồi, mình đã ngâm nước muối rồi mình rửa sạch rồi. Thì các bạn nhìn thấy nó còn rất là tươi này ha. Khi mình mua mình chọn cái cọng ngồng tỏi nó còn cứng ha, mà nó còn tươi xanh như thế này thì khi mình xào ăn nó mới ngon ha các bạn, nó mới giòn nha. Và bây giờ đó, các bạn nhìn thấy nè ha, mình bẻ cái đầu mình bỏ nó rất là giòn nha. Và các bạn cũng nên mình tước cái phần già bỏ đi ha, cái phần bao ở ngoài, cái phần vỏ của nó các bạn, để cho khi mình nấu nó sẽ không có bị dai nha. Rồi thì mình sẽ làm tương tự như thế này cho đến hết cái phần tỏi luôn, cái phần ngồng tỏi này nha. Khi mình làm như thế này nó còn tươi các bạn, ăn có nó có cái mùi tỏi nó hơi hăng hăng, nhưng mà khi mình xào xong á nó không có còn mùi nữa mà nó rất là ngọt nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ cắt ra như thế này ha. Mình cắt cái đoạn vừa ăn thôi thì khi mình ăn nó sẽ dễ ha, mình đừng cắt dài quá. Cái ngồng tỏi này cũng giống như cái bông hẹ đó các bạn. Cái bông hẹ thì mình cũng làm như thế này nè, mình cũng xào lên như thế này ăn cũng rất là ngon ha. Nhưng mà cái ngồng tỏi này nó ngọt hơn cái bông hẹ luôn đó các bạn. Rồi thì mình cắt như thế này xong rồi nè các bạn, nhìn rất là ngon ha. Rồi mình để qua bên nha, mình sẽ chuẩn bị ở đây là nửa củ cải cà rốt ha. Thì mình sẽ, các bạn thích thì các bạn sẽ tỉa hoa, còn nếu như không thích thì mình có thể sắc bình thường, hoặc là mình có thể dùng bàn chấn để mình chấn cho cái củ cà rốt của mình nó đẹp thôi ha các bạn, chứ nó không có gì hết, các bạn sắc kiểu gì cũng được. Trong nấu ăn thì nó có rất là nhiều cách để mà mình trang trí. Thì nếu như các bạn thích cách nào hoặc là mình biết làm cách nào thì mình cứ làm cách đó thôi. Và các bạn sẽ sắc cái phần cà rốt đó các bạn, nó như thế này nè ha, nó đừng có quá mỏng nha. Khi mình xào thì mình đừng có sắc quá mỏng, quá mỏng khi mình xào lên nó không có giữ được cái độ giòn nhiều, nó không có ngon ha. Và mình tiếp tục ở đây mình sẽ chuẩn bị một cái đoạn hành bồ rô như thế này nha các bạn. Mình sẽ băm nhỏ luôn ha. Nếu như các bạn không có hành bồ rô mình có thể thay thế bằng tỏi hoặc là củ hành tím đều được nha các bạn. Rồi mình sẽ cho vào cái chén mình để đây ha. Và cái nấm của mình á, sau khi mình rửa sạch, mình ngâm rồi mình rửa sạch rất ráo luôn nha các bạn.
các bạn nên dắt cái nấm này, các bạn dùng hai bàn tay mình ép lại ha, để cho cái nước nó ra hết, nhưng mà cái nấm của mình nó vẫn còn nguyên nha. Các bạn đừng có bóp nó lại, nó sẽ dập hết cái nấm, nhìn nó không có ngon, với lại khi mình xào lên ăn nó không có ngon ha các bạn. Rồi thì tất cả các nguyên liệu ở đây là mình đã chuẩn bị xong hết rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua bên bếp để thực hiện cái món này nha. Thì trước tiên mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi như thế này ha. Mình sẽ cho hết cái phần ngồng tỏi với lại cái phần cà rốt vào để mà mình luộc nha các bạn. Mà mình làm cái này mình quên, trước khi mình cho cái ngồng tỏi với lại cái phần cà rốt vào, mình sẽ cho vào đây một ít cái phần muối với lại đường để cho cái phần ngồng tỏi của mình nó, cái phần rau củ của mình nó được xanh nha. Mình quên mình để sao, nhưng mà nó vẫn xanh nha các bạn. Các bạn luộc tầm khoảng 1 phút, là kể từ khi cái nồi nước của mình, khi mình cho cái rau củ vào nó sôi lên thì tầm khoảng 1 phút ha. Thì mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái thao nước. Khi mình lấy từ trong cái nồi nước sôi ra, mình sẽ cho ngay vào trong nước lạnh, thì rau củ nó từ cái chế độ, nó từ cái nóng nó chuyển sang lạnh đó các bạn, thì nó sẽ làm cho cái rau củ của mình nó xanh và nó được giòn nha. Đó là cái bí quyết để các bạn xào những cái món xào mà nó được xanh và giòn. Rồi thì mình tiếp tục, mình sẽ chuẩn bị một cái chảo, mình cho lên trên bếp, mình cho vào một khoảng một muỗng canh dầu ăn, rồi mình sẽ cho hết cái phần, mình sẽ cho cái phần hành bồ rô vào, mình phi cho nó vàng lên. Rồi mình tiếp tục mình sẽ cho cái phần nấm vào mình xào nha. Khi mình xào nấm thì các bạn nên xào với lửa lớn tí xíu để cho cái nấm nó chín áp ở bên ngoài, nhưng nó không có bị chảy nước ha. Nó sẽ giữ được cái nước ở bên trong của cái nấm, nó sẽ ngọt hơn. Rồi thì mình xào sơ thôi, rồi mình sẽ tiếp tục cho hết cái phần rau củ mình mới vừa trụng xong đó. Mình để cho ráo rồi mình sẽ cho vào mình xào tiếp nha. Đó, các bạn xào như thế này thì rau củ của mình nó đã chín sẵn rồi, nấm nó cũng rất là nhanh chín, cho nên các bạn xào rất là nhanh tay ha. Khi mà cái rau củ với lại nấm với lại cái phần hành này kia mình phi lên nó hòa quyện rồi, thì mình sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng canh nước để cho cái món của mình nó không có bị, thứ nhất là không bị khét, thứ hai là không có bị cái mùi khan. Khi mình xào khan thì nó dễ có mùi lắm. Rồi thì mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm chay ha các bạn. Và mình tiếp tục cho vào đây là nửa muỗng dầu hào chay nha. Đây là cái dầu hào chay nó làm từ nấm đó, rất là ngon, mình cho vào cái mùi nó sẽ rất là thơm và rất là đặc biệt nha các bạn. Khi mình cho cái dầu hào vào á, cái mùi nó bốc lên rất là thơm luôn. Thì mình đứng mình xào mình thấy cái mùi thơm nó bốc, mình ngửi được cái mùi thơm nó bốc lên á, rất là hấp dẫn luôn các bạn. Rồi thì bây giờ mình chỉ cần xào cho cái rau củ của mình ha, cái ngồng tỏi của mình với lại nấm này kia thì nó hòa quyện hết với lại cái gia vị mình vừa cho vào, thì mình có thể tắt bếp nha các bạn. Các bạn đừng cho nhiều nước quá, tại vì trong nấm chút xíu nó sẽ ra nước nữa, cho nên là mình cho nhiều nước quá nó sẽ loãng, nó không có ngon ha. Rồi thì món ăn của mình đã xong rồi đó các bạn. Nè các bạn nhìn thấy này, cái nấm khi mình xào lên á, mình nâng niu nó chút xíu, mình kỹ chút xíu thì cái nấm nó vẫn còn nguyên nha. Và các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận những video mới của mình, và like cũng như là chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem ha. Mình sẽ cho hết cái phần đồ xào này ra một cái dĩa ha các bạn. Đó, các bạn thấy nè ha, cái món ăn của mình á, khi mình xào xong nó còn giữ được cái màu xanh nha các bạn. Và sau cùng mình sẽ cho vào đây một ít tỏi, một ít tiêu nha, xin lỗi. Mình sẽ cho vào đây một ít tiêu để cho nó thơm ha. Món xào lúc nào mình cũng nên cho một ít tiêu để cho nó được thơm. Rồi, muốn làm đẹp thì cho lên đây thêm cọng ngò là rất là đẹp rồi. Thì cái món ăn này nó rất là giòn, rất là ngọt luôn các bạn. Và khi mình xào các bạn nhìn thấy nè, nó còn giữ được cái màu xanh rất là đẹp ha.
Rồi thì món ăn mình chia sẻ với các bạn đến đây thì cũng xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo ha.